chúng ta nhìn vào tài liệu kế tiếp trên Twitter đi thì đây là một thông tin tốt tiếp tục được chia sẻ bởi uh, Blogport thông tin này nói là dựa theo một cái bài nghiên cứu của PwC PwC là một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới nhiều bạn có đã biết là một trong bốn công ty đó là thường đã làm việc trước đây đó chính là KPMG chúng ta có Price Cooper PwC chúng ta có Ernst Young hay gọi là EY và chúng ta có Deloitte đây là bốn công ty kiểm toán đứng đầu của thế giới và PwC là công ty mà đã đưa ra cái thống kê này cho chúng ta thấy được là PwC đó nói là dựa theo khảo sát là 86% của tất cả hedge fund mà đang lưu trữ crypto đó, đang đầu tư crypto thì có ý định là tiếp tục để thêm tiền của mình vào trong thị trường crypto này năm 2021 Còn phần còn lại đó 14% là tiếp tục giữ cái số tiền của mình trong thị trường Các bạn thấy được là sau cái đợt xuống giá này đó chúng ta thấy được là cái phần lớn thông tin đều là rất là tốt Có thể là nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ bán nhưng mà những nhà đầu tư lớn đó vẫn tiếp tục thu mua như là các bạn thấy trên màn hình. Chúng ta thấy được là một những công ty khác nữa cũng mua đó đó chính là công ty uh, Clobent là công ty mà ở trên sàn chứng khoán NYSE của New York thì đây là một công ty công nghệ uh, vừa mua tổng cộng đó là 500.000 Bitcoin. và công ty nào một công ty cũng không có lớn lắm có cái uh, trị giá là 8,7 À, tỷ đô la thì nhiều bạn á, thường thấy công ty mà mua 500.000 Bitcoin thì cảm thấy là quá ít nhưng mà thật ra mà nói đây là một cái sự bắt đầu chúng ta chỉ cần thấy những công ty đã thu một coi là thôi là đủ rồi đây là cái sự bắt đầu giống như các bạn là ngày đầu tiên đi các bạn bắt đầu tham gia thị trường này các bạn đâu có đầu tư nhiều tiền đâu các bạn chỉ muốn đầu tư một ít xem coi là tình như thế nào các bạn có thể là mua một chút bán một chút sau đó làm quen với các hoạt động của thị trường này trước khi mà các bạn đầu tư số lượng lớn cũng như vậy mà thôi các bạn thấy công ty này mua 500 trăm ngàn không gì gọi là đáng cười hết á tuy là 500 trăm ngàn là không có nhiều so với một công ty nhưng mà đây cũng là một bước bắt đầu mà chúng ta cũng nên là quan nghênh và thân còn nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự và đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những cái mạng rồi, các bạn có nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những người nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia đăng ký vào sàn Binance hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin Bybit các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô và chương trình gọi tiết kiệm lãi suất lên tới 15% còn uh, sàn mt một sàn margin như bạn cũng đã biết, uh, sàn FTX, sàn Binance US như thế nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin, đây là một cái sự lựa chọn. Sàn Coinbase như bạn cũng đã biết, BlockFi ứng dụng lên những có lại các bạn có thể là tham gia gửi tiền cực số và nhận lãi hàng tháng và bây giờ bonus vẫn là 250 đô và crypto coin như bạn cũng đã biết ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay nói tới là gần đây đó thì cũng khá là đáng buồn tại vì với cái sự sôi động của thị trường thì cái đột số này đó thì lại có nhiều người đó lợi dụng tình hình này để mà lừa nhiều người khác và một trong những cái cách mà họ lừa đó các bạn cần phải uh, cẩn thận đó chính là làm những cái nick dùng những cái hình ảnh của thuận capital để mà liên hệ với các bạn và nói với các bạn là uh, thuận đang có dự án gì đó hay là thuận đang có cái cách đầu tư gì đó là kêu các bạn gửi tiền các bạn cần phải cẩn thận và đừng nên tin thứ nhất đó là thuần capital cũng như những admin đó không bao giờ nhắn tin bạn trước chỉ trừ khi bạn nhắn tin rồi thuần capital và những admin thì mới trả lời cho các bạn mà thôi và thứ nhì nữa là kênh thuần capital chưa hề và không hề và sau này cũng sẽ như vậy kêu gọi các bạn đầu tư vào bất cứ dự án hay là sản phẩm nào quyết định đầu tư là của mỗi người mà thôi quyết định tham gia vào những dịch vụ cũng là của mỗi người mà thôi kênh thuần capital không có kêu gọi ai đầu tư hay là khuyến khích ai đầu tư vào bất cứ dự án đồng nào hay là một sản phẩm nào đây là điều mà các bạn cần nên lưu ý để tránh gặp những cái trường hợp như là nhiều bạn cũng có thể là có lòng tin cao đối với thường capital cho nên mất cảnh giác khiến cho gửi tiền đến những nơi mà không nên gửi và đương nhiên đó không phải là Thuận Capital, họ chỉ sử dụng logo, à, sử dụng những cái tên tương tự trên uh, Telegram, trên Facebook, trên Twitter và vân vân mà thôi. Cho nên các bạn cần phải cẩn thận để tránh những cái sự mất mát không cần thiết. Ngay cả những cái dịch vụ mà Thuận thường hay chia sẻ với các bạn đó, các bạn uh, chỉ cần là biết là nếu các bạn có nhu cầu thì tìm hiểu thêm chứ không phải là khuyên bất cứ ai tham gia vào bất cứ dịch vụ nào. Tuy nhiên các bạn tham gia thì đây là một trong những cái sự đóng góp rất lớn để giúp đỡ kênh tiếp tục hoạt động cũng như là nhiều năm qua nhiều bạn đã rất là ủng hộ. Cho nên kênh này mới có thể là phát triển và càng ngày càng lớn lên để có thể là chia sẻ thêm nhiều thông tin giá trị với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin liên quan tới Orcoin đi. Thì đây là thông tin rất là thú vị để thường chia sẻ với các bạn Nhưng mà thật ra mà nói chúng ta sẽ không cần phải nói về bài viết này Để thường cho các bạn thấy được Thì đây là thống kê mới nhất mà Coinshare chia sẻ ngày hôm qua ngày 24 tháng 5 Thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái thống kê này đó Thì trong cái đợt mà xuống giá tuần qua đó Các bạn thấy được đây là tính theo tuần Thì không chỉ riêng là những nhà đầu tư riêng lẻ lo sợ đâu các bạn Các bạn thấy được là tổng cộng trong dòng cuối tuần qua đó Chúng ta đã có 97% 97 triệu tổng cộng đã rời khỏi thị trường này thông qua những quỹ đầu tư như là các bạn thấy được là Conshares và quỹ đầu tư của ETC, Israel và Purpose các bạn thấy được là những quỹ đầu tư này đó đều có dấu trừ có nghĩa là cái số tiền này đó đã rời khỏi quỹ đầu tư rồi nhưng mà ngược lại đó thì các bạn thấy được cũng có những quỹ đầu tư mà có thêm tiền nạp vào trong vòng một tuần qua như là Grayscale thì có 0,1 Uh, VIQ thì có 1,3 triệu Các bạn thì được là 21share thì có 30,7 triệu Và những quỹ đầu tư nhỏ khác thì có 15,3 triệu đầu tư vào Cho nên cuối cùng thì cộng trừ hai cái này ra thì cuối tuần qua đó Thì nói cuối tuần qua nhưng thật ra là trong vòng 7 ngày qua thì uh, tổng cộng thị trường này đã có 97 triệu rời khỏi những quỹ đầu tư này Có nghĩa là không chỉ riêng là những nhà đầu tư riêng lẻ đâu Nhiều nhà đầu tư lớn cũng khá là lo sợ uh, trong cái thời gian qua Đương nhiên đây là một phần mà thôi các bạn thấy được là có nhiều nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục rất tin tưởng và thu mua Chúng ta sẽ nói tới một lát nữa Nhưng mà tôi muốn chia sẻ đó không chỉ riêng là cái số lượng vào và ra Mà điều quan trọng hơn đó các bạn thấy được là phần lớn tiền rời của thị trường này đó là đến từ những đồng nào Các bạn thấy được là Bitcoin và Ethereum Bitcoin đó 100 là 10 triệu rời khỏi thị trường này và Ethereum nên là 12,6 triệu đã rời khỏi thị trường này trong vòng một tuần qua nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là có một đồng mà có cái số lượng tiền nạp vào rất nhiều đó chính là Cardano một tuần qua đã có 10 triệu rồi đây là một trong những cái dấu hiệu tốt tôi nghĩ là cho những bài nào mà đầu tư Cardano đây là cái sự quan tâm của những quỹ đầu tư của những nhà đầu tư lớn đối với Cardano. Cuối cùng, chúng ta thấy được Cardano cũng là một trong những đồng mà có cái số lượng lớn tiền nạp vào trong những cái quỹ này. Đây là thông tin mà rất tốt. Như mà nào mà đầu tư Cardano mà thuận mang đến cho các bạn. Bản Đăng Thuận cũng đang đầu tư Cardano. Điều kế tiếp mà cũng rất là tốt đối với nhiều nào mà đang lưu trữ và thích uh, Polygon hay còn gọi là Ma đẹp trước đây đó thì Polygon uh, hay gọi là Ma đẹp đó là cái giải pháp tầng hai của Ethereum và một trong những người à, tỷ phú mà không những là có tiền mà còn nổi tiếng thì chính là Mark Cuban. Thì Mark Cuban gần đây cũng không có gì gọi là quá lạ rồi. Mark Cuban à, là một trong những người ở trong chương trình Shark Tank của Hoa Kỳ và Mark Cuban gần đây đã rất ủng hộ những đồng như là Bitcoin, Ethereum, NFT à, cũng như là đồng Doge và các bạn thấy được là Mark Cuban bây giờ đã ra mặt ủng hộ hệ thống Polygon, Matic của cho nên nhưng mà nào mà đang lưu trữ Polygon Matic thì đây là một thông tin tốt chúng ta lại có thêm một đồng minh ở trong thị trường này và bây giờ lại ủng hộ thêm một đồng mà nhiều bạn yêu thích đó chính là đồng Polygon. Một thông tin nữa đó cũng khá là thú vị. Đây là thông tin được chia sẻ một lần nữa bởi CNBC thì CNBC chia sẻ đó là 50 công ty mà trong năm 2021 này đó là có những đột biến có thể là những công ty nổi bật gây ra cái sự thay đổi lớn trong thị trường năm công ty này đó nhiều công ty các bạn cũng là quen thuộc robin hood, uh, ty strike, the score, sentinel one uh, nhưng mà có một công ty mà có thể nhiều bạn uh, khá bất ngờ khi mà chúng ta nói tới những công ty mà có thể gây ra cái uh, sự bất ngờ trong thị trường này trong năm nay đó chính là công ty gì đi thường cho các bạn thấy được là một những công ty mà các bạn rất là quen thuộc trong thị trường này đó chính là công ty xếp hạng thứ 38 mươi công ty Ripple kể được là Ripple là một trong những công ty mà đang bị kiện hiện bây giờ liên quan tới đồng XRP các phải chứng khoán hay là không du kiện đang xảy ra hiện bây giờ đối với XRP Ripple và SEC đó nhưng mà Ripple là một trong những công ty được xếp hạng thứ 38 trong danh sách này là một những công ty mà có thể gây sự bất ngờ trong thị trường này. Đây cũng là một cái thông tin tốt tôi nghĩ là đối với nhiều bạn à, tại vì công ty Ripple đó thì hiện bây giờ nó là vẫn chưa có cái gì gọi là lo lắng. À, nhiều bạn hỏi thường về thông tin mới nhất liên quan tới vụ kiện của Ripple đó thì đừng không thấy có những thông tin mới nổi bật nhưng mà thường cũng sẽ tìm kiếm để mà chia sẻ thêm với các bạn nếu như mà có thông tin nổi bật liên quan tới vụ kiện à, giữa công ty Ripple và SEC về cái việc là XRP có phải là chứng khoán hay là không Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật sau này Nhưng mà đây là một thông tin hình như là cũng khá tốt Tuy nhiên bài nào mà tin tưởng cái sự hồi phục của đồng XRP cũng như là tương lai của công ty Ripple Một cái uh, câu nói thường cảm thấy là cũng đáng chia sẻ đó chính là câu nói uh, bởi Kao uh, Wen ở trên Twitter Thì câu nói này đó là Mỗi lần mà có thông tin á, có thể là thông tin không có đúng đó, thì thường cũng là một trong những người mà uh, thường hay là dễ uh, có cảm xúc đối với cái thông tin mà thường cảm thấy là không đúng sự thật à, mà cứ được tung ra và gây ra nhiều người lo sợ nhưng mà nó cái thuyết này nói là cái điều quan trọng đó không phải là thông tin thông tin đúng hay là sai thông tin thật hay thông tin giả cũng không quan trọng cái điều quan trọng đó chính là cái ảnh hưởng của thông tin đó mọi người À, suy nghĩ như thế nào và có hành động gì khi mà thông tin đó đưa ra thì cho chúng ta thấy rõ ràng hơn là thị trường bây giờ đang nằm ở trong cái uh, tình hình như thế nào giống như là chúng ta nói tới những cái thông tin liên quan đến cấm đào bitcoin vân vân thì những thông tin này đó là không phải những thông tin mới nhưng mà các bạn thấy được là cái sự phản ứng của thị trường đáng lý đâu cho chúng ta thấy được là thị trường này đó đang có rất nhiều những người mới những người mà ít kinh nghiệm cho nên sẽ dựng đến giá cả dao động cho nên cái điều quan trọng không phải là thông tin mà sau khi mà thông tin gì đó được đưa ra đó mọi người phản như thế nào cho chúng ta thấy được rõ ràng hơn là tình hình thị trường sẽ ra sao đây là một những điều mà thường chỉ muốn đem đến cho các bạn để các bạn có thêm một cách nhìn mà thôi